Nhân viên mới, dạ. Hoàn thành giấy tờ này cho tôi. Vâng ạ. Đấy em ơi, làm như thế này. Để cái chỗ này như thế này, còn cái này cứ để anh nhá. Em chào sếp ạ. Em bổ dưa hay bổ gì mà lâu thế? Em bổ dưa. Anh bảo này, muốn vào công ty, không, ăn ít rau quả để cho nát ruột nhá. Thôi em không dám thôi. Ăn đi, không có gì đâu, anh mời. Ô, anh chào sếp ạ. Trong công ty của chúng ta, chỗ này mọi người làm việc rất là tốt, đặc biệt là Sơn và cả Thành. Thế cho nên tôi đã chuẩn bị một bài nhỏ. Tôi chết luôn ạ. Bạn thưa Tuấn. Em à? Vâng, vâng. Hai cậu đều là tiền bối ở công ty, hoặc là nhiều tên nhân viên mới, không sao đâu nhỉ?